Chân giò vừa mới vớt ra này. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của mình. Hiện tại mình đang ở khu vực chợ ẩm thực của chợ phiên Bắc Hà nhá. Nói chung là chợ ẩm thực của chợ phiên Bắc Hà này là rất nhiều món ăn đặc sản và ngon, hấp dẫn ở trên, chỉ có trên khu vực vùng miền này mới có nhá. Bao gồm những cái món ăn thịt lợn đen này, thịt lợn bản này, gà đen nữa. Rồi những cái món thang cố đặc sắc ở trên khu vực này ấy. Chỉ có mỗi khu vực này mới có nhá. Ok, mời mọi người theo chân mình. Vâng, đây. Lại lâu lâu lại lên mất à nhỉ? Lâu lắm không lên rồi. Đây nhá, làm một... Đúng rồi. Đấy, này nhá. Quay lại đi. Đấy, thế thôi. Chạy chết không lọc. Đây này, quán của ông anh này rất nhiều món ăn ngon và vô cùng đông khách nhá. Bây giờ khách đến là không có chỗ ngồi nữa luôn đấy. Vì là quán của ông anh này toàn là những cái món ngon này. Gà đen và thịt lợn bản này. Nay sáng sớm mà đông khách nhỉ anh nhỉ? Hết COVID. Lại quay lại trở lại như ngày trước luôn. Đây cái này. Chân giò vừa mới vớt ra này. Đây còn có ông chú này là đến ăn ít thịt, thưởng thức ít thịt ở trên này, nhưng mà chủ quán đông khách quá nên là tự tay là cắt những miếng thịt ngon nhất của con lợn nha để thưởng thức nha. Anh là biết đầu bếp rồi lọc. Nhưng mà xuống có thớt, anh đâu có thớt. Ok Cho
Mình tôi cắt được mà. Quả tim không? Gà đen này trên này luộc sẵn thì bây giờ ăn người ta bán theo lạng nhá, lạng này thì 35.000 mà gà thả rồng ấy, thịt là rất ngon. Sáu làng chân giò với bảy làng cá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là quả tim lợn đen nhá, ăn rất ngọt và có vị khác so với tim bình thường, tim lợn bình thường nhá. Đông khách nha. Quán anh lúc nào cũng đông khách rồi. Uống gì à? Hả? Uống gì à? Uống gì, đang đói ăn bát phở tàm. Đông lắm, tầm 30 phút nữa là bún bò nhá. Ôi, 3 phút là mâm này ngồi xong. Vậy anh không ăn được gì? Đây ông anh này đang tách cái chân giò lợn nhá, lấy ra để thái cho khách ăn đấy. Quán này vô cùng đông đúc này, nên là làm có khi không kịp. Còn đây là cái thịt thủ của lợn đen nhá. Đây người ta đang tách cái đầu của con lợn nha này. Con lợn này là lợn đen này. Ăn rất là ngon và hấp dẫn luôn mọi người ạ. Ta sẽ tách ra để tí ai ăn bao nhiêu người ta thái ra nó. Lấy cái đậu chay này mới ngon á. Đang muốn lấy cái đậu chay này mới ngon á. Một bát này.
chẳng hạn.